chào mừng các bạn quay trở lại với bếp Hoàng Hậu. Các bạn có nhìn thấy tôi không ạ? Đây, tôi ở đây. Vâng, các bạn đã từng được ăn vịt lướng, vịt luộc, vịt quay. Nhưng hôm nay các bạn sẽ được ăn một món, đó là món vịt tiềm Bắc Kinh. Wow, chúng ta thấy đây là một con vịt rất là to đúng không ạ? Đây là con vịt rất là to. Hôm nay thì đầu bếp của chúng ta sẽ trổ tài với cái món vịt tiềm Bắc Kinh này. Chúng ta sẽ chờ trong ít phút nữa và chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhé. Xin chào các bạn. Nguyên liệu ở đây sử dụng là thứ nhất là một con vịt 2 cân 2. Và chú ý là các bạn mổ to nhé, không mổ tay bụng. Hai nữa là nấm hương. Và ba là đây một cái sản, một nhánh gừng, một nhánh cỏ. Và không để thiếu là cái hương. Để tạo cái màu của vịt nhất thì mình sẽ phải trao vịt trước để lửa bếp nóng ở 1 phút.